giờ phải loa, giờ anh biết làm sao để buông tay người mình yêu. Ngày sẽ nhanh nhiều thêm mình anh lê bước trong đêm, có nói đâu nào bằng nỗi đau em lừa dối. Thật quá khó để anh quên người, khó để quên nụ cười, bởi trong tim anh chỉ tồn tại mình em thôi. Chẳng qua một ai khác có thể lấp đầy những khoảng trống. Ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến các bác một model loa của một thương hiệu âm thanh rất nổi tiếng, đó chính là Seattle Audio. Và ở đây những bác nào mà đã là người sành chơi về âm thanh thì em nghĩ là không thể nào không biết đến thương hiệu này, đúng không ạ? Là một thương hiệu em đánh giá là cũng khá là chất lượng. Và cũng tình cờ thì em đã gặp cái người sáng tạo ra và người chủ thương hiệu này rồi, gặp khoảng 2 lần rồi, đó chính là ông Arthur Felix. Hình như là ông sinh năm 1972 tại Pháp thì phải. Và những sản phẩm của ông sáng tạo ra, chế tạo ra và sản xuất ra thì phải nói là mang một cái màu âm rất là riêng của ông Felix này. Seattle hiện tại thì có rất là nhiều những bên phân phối. Hiện tại ở Việt Nam thì em nhớ không nhầm thì có 3 bên phân phối các bác nhé. Và cái model loa này hôm nay em mang đến các bác đó chính là mẫu Seattle CT12G3. Đấy, một cái loa mà hát karaoke và nghe nhạc rất là hay. Và tất cả những sản phẩm của Seattle thì đều là những sản phẩm công suất lớn các bác nhé. Và cái ông Felix này thì ông ấy ngày trước khi mà sáng tạo ra cái thương hiệu Seattle này vào năm 2011 thì đã làm qua kỹ sư âm thanh của rất là nhiều những bên. Hình như là ông có nghiên cứu hợp tác cả Bose và Audio Center để phát triển sản phẩm. Và trước đó là Verity. Đấy, rất là nhiều những hãng đã làm qua rồi. Và Seattle là thương hiệu mà cá nhân của ông ấy ấp ủ là làm từ năm 2011 cơ các bác nhé. Ok, chúng ta sẽ nói qua một chút về cái loa này. Đây là một dòng loa công suất lớn, các bác có thể là chơi ngoài trời hoặc là karaoke trong gia đình, phòng hát đều rất ok. Một cái loa này, con CT12G3 này có công suất lên đến là 600W RMS và peak của nó là 2400W. Đấy, một cái loa công suất rất là khủng. Và cái giải tần này, các bác nghe kỹ này. Con này giải tần của nó là từ 55Hz cho đến là 22kHz. Thường thường thì những cái loa khác chỉ đến khoảng tầm 18 đến 20 ký thôi, nhưng con này nó giải tần của nó bứng giải cao rất là tốt, 22 kHz. Nhưng thực ra thì tai người ta chỉ nghe đến khoảng tầm 20 ký thôi các bác nhé. Nhưng mà cái loa này thì cái giải tần của nó nghe khá là ấn tượng, đúng không ạ? Và một cái loa này thì có trọng lượng nó rơi vào khoảng tầm là 23 kg. Đây các bác phải xem đây, cái mặt e căng này thì những bác nào mà chơi cái loa bãi thì các bác cũng sẽ gặp rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Cái form loa kiểu như này. Đây, cái loa này thì các bác có thể là sử dụng làm loa monitor luôn, bởi vì nó vát ở đằng sau. Đấy, và đây, anh Trung quay gần đấy các bác xem. Đây là cái mã CT12G3. Độ nhạy của loa này là 97 dB các bác nhá. Đánh rất là gấu. RMS của nó thì khoảng tầm 125 dB. Còn pick, đánh pick lên thì là 131 dB. Và ở đây, đa phần ngày trước ấy, thì những loa Seattle thì nó sẽ input vào là 2+2-. Nhưng mà về thị trường của châu Á thì chúng ta đa phần quen với input là 1+1-, đúng không ạ? Thì ở đây sẽ có một công tắc để các bác được chuyển đổi giữa cái đường input và cái đường link. Đấy. Nhiều bác nghĩ nhìn vào đây sẽ tưởng ở đây là cái loa active, đúng không ạ? Bởi vì nó có công tắc như này, không phải. Đây là cái bộ chuyển đổi cái input tín hiệu to nhá. Loa thì nó sẽ có hai cái đường music vào, một đường vào và một đường link. Và cái vỏ thùng loa ở đây thì theo như bên phân phối họ giới thiệu là nó được làm bằng gỗ bạch dương, một loại gỗ mà sử dụng trong rất nhiều những cái loại loa xịn và chất lượng. Đấy, đây cái logo của nó thì bác xem này, bây giờ logo của nó sẽ là biểu tượng chữ C màu cam các bác nhé. Và hình thức cái loa này thì em đánh giá khá là ok, nó làm nó rất đơn giản thôi, nhưng mà chất âm của cái Seattle này thì đã được khẳng định tại thị trường Việt Nam rồi. Bây giờ thì em sẽ tháo luôn cái bát chép ra để các bác cùng tìm hiểu xem là bên trong nội thất của nó có cái gì các bác nhé. Và đây thực sự là một dòng loa sẽ rất là hay đối với những bác nào mà thích một cái loa mà phân khúc tầm cao, chơi nhạc, hát karaoke đẳng cấp luôn. Ok, sẽ mở ruột ngay con CT12G3 này ra để cùng khám phá với các bác. Ok, mở ra đi em. Đây, driver của nó đây các bác nhé. Và đây là một dòng loa các bác nhìn thấy luôn là lỗ thông hơi được đặt đằng trước. Và từ trước đến nay chúng ta nghe rất là nhiều những cái loa sử dụng driver của Seattle, đúng không ạ? Thì đây là cái bản gốc luôn này. Đấy, các bác xem này. Đây là cái củ bát của nó. Và đây là cái họng chép của nó. Thì góc định hướng âm là 80 độ ngang và 50 độ dọc.
Cái này thì các bác có thể là xoay tùy theo các bác là treo loa ngang hay treo loa đứng các bác nhá. Sẽ mở cái ủ bát này ra đây. Lặng không? Úi xổi ôi. Đây, các bác nhìn cái củ bát này thì các bác biết ngay rồi đúng không ạ? Đây sẽ là một dòng loa công suất lớn và đánh rất là gấu. Đây, Celto. Chưa? Đấy. Nói chung là River thì nhìn khá là chất. Bác nào mà thích kiểu là hàng khủng thì các bác nhìn cái bát này thì các bác sẽ rất là thích đúng không ạ? Ở bên trong của nó là phân tần này. Phân tần của nó sử dụng linh kiện cũng là loại linh kiện xịn các bác nhé. Vỏ gỗ thùng bằng mạch dương này. Bông này. Đấy. Rồi, chép đi. Con này mà chơi nhạc mạnh thì phải nói là hết nước chấm luôn đúng không ạ? Và cái màu âm của Celto này, cái tiếng mid 2 của nó mang một cái màu âm rất là tây. Đây, đây là cái chép của nó. Đây, con này chép các bác nhìn nhá, cũng là chép Celto này. À, con này thì là uầy, chép con này 80W cơ. 80W RMS cơ. Củ từ to tướng này cơ mà. Đây là một dòng loa em khuyên các bác là nên sử dụng trong những không gian rộng hoặc là các bác nghe những cái thể loại nhạc mạnh thì nó sẽ rất là phù hợp. Đấy, Celto ở Việt Nam thì cũng được vào rất nhiều những công trình lớn nhưng mà đa phần là dự án thôi nên là nhiều bác không biết được. Ok, lắp vào đi. Rồi sẽ lắp vào test các bác nghe chất âm thực tế của cái dòng Celto CT12G3 này các bác nhá. À, một bản nhạc nhẹ nhàng để các bác nghe nhá. Hôm nay thì cái tiếng chép của nó rất là sáng. Dòng đời trôi, dần trôi, nắng mơ đã thay mây mù. Nhìn bàn tay già nua, ước mơ khi nào cho vừa. Con này thì cái âm sắc của nó, cái chép của nó ấy, cũng dạng là tì tách các bạn nhé. Và cái giải cao nó bấm được khá là tốt. Trong đời, ta với anh mỗi người một nơi. Gặp lại nhau giờ đây, tóc đã phai theo tháng ngày. Ngoài trời mưa buồn than, khóc cho môi duyên bé bàng. Cuộc đời như con nước vẫn vương bao ưu phiền. Thôi cứ trôi theo dòng triền miên. Chép của nó nghe nó rất là tách bạch và nghe nó rất là sướng tai. Nó không phải thuộc dạng như kiểu là lì lì tiếng các bạn nhé. Mà con này tiếng là thuộc dạng là tiếng chép mà tí tách đấy ạ. Giờ sẽ bật một cái bản nhạc khác đi để test các bác đi. Ở đây em test là chỉ với một cặp loa không thôi. Ở một không gian rất là rộng. Nó không quá nhiều bởi vì là nếu như mà muốn âm bát nhiều thì chúng ta sẽ sử dụng con súp ở dưới đây. Khánh ơi, bật thử con súp này lên xem nào. Khi mà lên súp này thì mới có âm bát các bác nhá, còn cái loa đa phần nó sẽ hiện giải mid 2 thôi. Đấy. Ok, lên. Nghe thao ạ. Bát của loa này nó không quá nhiều nhưng mà tiếng bát thì rất là mềm và chắc tiếng. Còn nếu như các bác muốn là lực và mạnh nữa thì bây giờ phải chơi thêm một cái súp này nữa, đúng không ạ? Tất cả những giảm thanh bây giờ đa phần là chúng ta sẽ đều có loa và súp cơ bản rồi chứ không ai là chơi mỗi loa không cả. Nên là cái loa mà các bác chỉ lưu ý cho em nó thể hiện tốt cái giải mid 2 là ok rồi, đúng không ạ? Đấy, giờ sẽ test thử các bác hát karaoke các bác nhá.
Ok, bây giờ sẽ test những các bác cái phần micro. Và có một cái điểm đặc biệt của cái loa này là tiếng mic của nó rất là sáng, nhưng mà nó lại rất là khó để có thể feedback được các bác nhé. Đấy là một cái điểm rất đặc biệt của cái dòng Celto này. Mic thì rất là sáng, bay à. Bây giờ sẽ là một cái bài hát mà có lẽ là theo nhiều bác ngồi ở quán nhậu thì các bác ấy bảo là cái bài hát này cứ hát lên là cái loa nào cũng bán được. Đấy. Đặt bao nhiêu cũng bán được. Lên. Tình đất. Bật lên thử hát thử xem là bán được cái loa Celto đấy không các bác nhá. Đất bạc màu và vai áo em bạc thế, chắc mơ trên đồng mưa răng lối nhỏ em về. Đất cùng ta trải bao nắng bao ngày mưa, đất ôm tròn kiếp người mảnh đất quê hương ta. Hoa sơn nghiệp kể cả như là Celto, Nexo hay là online, các bạn nghe như bên hai nó rất là rõ luôn, tiếng đều sáng bay và rất là rõ lời. Thương người lẻ loi cánh cò trên đồng, để gì sao đâu đó tiếng thì thầm của đất đó, tiếng dòng sông vô sông gọi ta về. Đất bạc màu và vai áo em bạc thế, nằm nghiêng trên đồng xa xa lối nhỏ ai về. Đất mẹ ru trải bao nắng bao niềm thương, nắng vẫn vàng trên đồng và gió như miếng ma. Loa Celto thì các bác có thể vừa nghe được cái chất nhạc và cái chất mic của con Celto này. Chất nhạc của nó thì em nghe nó khá là tây các bác nhá. Đấy, còn cái tiếng mic của nó thì rất là sáng rõ. Và dùng cái loa này thì các bác yên tâm là làm thì rất là ít khi mà để có thể feedback được, kể cả với những bác thợ non tay. Đấy, ok. Và mức giá của cái loa này sẽ là trên 30 triệu và dưới 40 triệu. Và để có được mức giá tốt nhất về mã G3 này thì các bác alo nghe sóng âm thanh nhá, để tư vấn rõ ràng hơn. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chào các bác nhá.